bạn bên kia chuẩn là mình thu vào từng đêm chỉ riêng của chúng tôi. Nên là mình bị nó bị đẩy ra. Bị một bên em, bên kia vẫn đủ. Chỉ sao nên chơi này là sao? Từng người. Dạ vâng. Và bên kia là mình bị mất người thân. Rồi, ngày xưa đã bảo rồi, sợ không biết học đấy. Cứ đặt từ mấy mét rồi thì được. Chỗ này nó cứ treo lên khỏi mặt bằng. Là sự bằng quật trước kia đúng không? Đúng không? Cái này là cái cốn. Cốn thì không? Cái cổ của cổ bệnh. Nếu mà mình đổ chất trượt vào ấy thì sao thang một không tranh thủ làm luôn đi bác? Mỗi tầng trống rồi để giữ nó xong rồi làm luôn. Cho tiện nữa người leo trèo. Cũng muốn nhưng mà cao quá trống nhiều ấy, mình nó không có cái dầm này là thiếu cây mô men giữa chứ chưa có cây mô men ở giữa dầm này cây ở giữa. Vâng. Không, cây sắt dầm sắt 16 này ở giữa này, giữa cái dầm này. Đúng không? Đây cũng thế này. Dầm ngang thế. Cây mô men có một cái cây sắt này nữa này. Cây này nữa này, đây cây này này. Đấy, nhưng nó nằm ở giữa dầm. Cứ một cái dầm chia 4 ra. Một cái dầm chia 4 ra, có một cây mô men nữa, nó bằng 1/4 cái dầm nữa. Dầm chia đôi đây, đấy đây, chạy đây. Đấy, gọi là cái cây sắt mô men ở bên trên dầm. Sắt dầm nhé. Sắt đúng rồi, sắt dầm nhưng không phải sắt sàn đâu nhé. Đây cũng thiếu này. Ví dụ mình tính từ kia. Đấy từ đây sang kia xong mình chia 4. Đấy chia 4 ra thì nó sẽ đây. Đấy, xong rồi nhét nó vào. Đúng rồi, nhét nó vào. Cứ dầm mình chia 4 ra. Các dầm đây đều thiếu cây, gọi cây giữa. Đúng rồi, ngắn mình lùa được vào mà. Đang thiếu mất cái cây này. Tường chịu lực thì làm này được, nhưng mà tường nhà khung thì không thể thiếu cái cây mô men được. Đấy. Đúng rồi. Còn ngày xưa hay xây tường chịu lực thì thoải mái. Cái dầm này thì có cây giữa rồi. Cái dầm này thì có cây giữa đây rồi. Bên kia cũng thế. Bên kia cũng thế nhá. Cái nào thiếu thì bổ sung vào cho cháu nhé.